sáng 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào năm 2018, khiến 13 người tử vong. Theo ghi nhận, dù số lượng người được triệu tập có khoảng 700 người, nhưng số người đến tham dự khá ít. Tới 8:30, phiên tòa vẫn chưa được bắt đầu. Vụ án kéo dài hơn 5 năm mới được đưa ra xét xử vì một số trường hợp chưa thỏa thuận được mức bồi thường về thiệt hại bị hại đi nước ngoài, ảnh hưởng đến việc giám định tỷ lệ thương tật. Đến nay, đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và người bị hại thỏa thuận bồi thường. Một số yêu cầu chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình xét xử. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 4. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hồng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, và Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng ban quản lý chung cư Carina, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo nội dung vụ án, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 2018, lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block A chung cư Carina từ một xe máy. Ít phút sau, khói và lửa bùng lên cao, ngang ống thông gió ở tầng hầm. Đến 1 giờ 23 phút, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hàng trăm xe máy, ô tô cùng các phương tiện khác. Luồng khí nóng, độc, luồn theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư, khiến 13 người tử vong, 60 người bị thương, gây thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa, khắc phục, dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.